Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xóa nếp nhăn chống lão hóa da mặt tại nhà, cực dễ làm, xóa nếp nhăn trên da mặt. Nếp nhăn luôn đi cùng với tuổi tác và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ. Bởi khi chúng ta già đi, làn da, nhất là làn da mặt có xu thế mất đi, độ săn chắc và đàn hồi. Đôi khi nếp nhăn có thể xuất hiện sớm hơn do ảnh hưởng bởi một số yếu tố như lạm dụng trang điểm, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hay là ô nhiễm môi trường. Chuối chín có chứa nhiều loại dầu và các vitamin tự nhiên có tác dụng làm đẹp da. Có khá nhiều cách khác nhau mà bạn có thể áp dụng để chăm sóc da, ngăn ngừa lão hóa bằng mặt nạ chuối. Không chỉ là thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa, sữa chua còn là sản phẩm giúp làm đẹp dáng, đẹp da, được đại đa số mọi người yêu thích và thường xuyên dùng làm mặt nạ trắng sáng, trẻ hóa làn da hay là xóa nếp nhăn. Mật ong thì chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có tính kháng khuẩn và dưỡng ẩm cao, giúp củng cố mạng lưới collagen dưới da, đồng thời còn làm tăng độ đàn hồi cho da luôn tươi trẻ. Bên cạnh đó, mật ong còn rất hữu hiệu trong việc ngăn ngừa cũng như loại bỏ mụn hay là dưỡng da trắng sáng, mịn màng. Và đây cũng là 3 nguyên liệu của phương pháp xóa nếp nhăn ngày hôm nay của Đẹp Online. Cách thực hiện như sau. Trước hết, các bạn chuẩn bị cho mình một nửa quả chuối chín. Sau đó, bạn lột sạch phần vỏ và cắt nhỏ chuối cho vào một cối xay sinh tố. Với một nửa quả chuối chín thì bạn sẽ chuẩn bị cho mình một thìa sữa chua không đường. Bạn cho luôn sữa chua vào xay cùng với chuối. Ngoài ra các bạn có thể cho thêm vào đây một chén nước lọc để xay cùng. Giờ thì bạn mang hỗn hợp chuối và sữa chua đi xay nhuyễn. Sau khi xay xong, bạn đổ hỗn hợp ra một cái bát. Giờ thì bạn cho thêm vào bát hỗn hợp một thìa mật ong nguyên chất. Sau đó trộn đều hỗn hợp 3 nguyên liệu để tạo được bát hỗn hợp đồng nhất. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo ra loại mặt nạ xóa nếp nhăn từ 3 nguyên liệu là chuối chín, sữa chua không đường và mật ong. Rất nhanh phải không các bạn? Và cách sử dụng loại mặt nạ này như sau. Công việc đầu tiên là bạn phải làm sạch mặt với nước ấm hoặc là sữa rửa mặt. Sau đó lau khô mặt bằng khăn bông mềm rồi đắp hỗn hợp vừa thực hiện được lên toàn bộ khuôn mặt. Giữ lớp mặt nạ này trên da trong vòng 10 đến 15 phút, sau đó rửa mặt lại với nước ấm. Để cảm nhận được hiệu quả của việc sử dụng cách làm đẹp này, bạn hãy thực hiện kiên trì với tần suất 2 ngày một lần. Như vậy, chỉ với những bước chăm sóc da đơn giản từ những nguyên liệu rất tự nhiên, bạn hoàn toàn có thể xóa nếp nhăn, chống lão hóa da tại nhà mà không phải nhờ đến sự giúp đỡ của những công nghệ làm đẹp đắt đỏ. Và một số lưu ý khi áp dụng bí quyết xóa nếp nhăn chống lão hóa da tại nhà như sau. Bạn cần bảo vệ da cẩn thận trước khi đi ra ngoài, nên sử dụng thêm kem dưỡng ẩm để đạt được hiệu quả cao. Đặc biệt, bạn cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý để nói không với lão hóa da. Bạn cũng nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cung cấp đủ nước cho cơ thể. Và trên đây là bí quyết xóa nếp nhăn chống lão hóa da bằng chuối chín kết hợp với một số nguyên liệu khác như mật ong, sữa chua. Bạn có thể tham khảo để áp dụng ngay bây giờ để sở hữu làn da tươi tắn, khỏe mạnh và trắng mịn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem.
Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm việc hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!